thiệu, đây là dàn mini đến từ thương hiệu Denon. Model là Denon S81, dàn này full chức năng, gồm có đĩa CD, ngõ AUX, kết nối điện thoại, TV, máy tính, tất cả đều hoạt động hoàn hảo. Dây lo zin theo máy, các bác thấy cái dây lo nè, rất là to và xịn nha. Có tới 2 ngõ AUX, mình dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. FM của dàn tần số là 108 bắc full Đài Việt Nam. Công suất lo là 120W một thùng, 240W trên cặp lo. Công suất âm ly là 55W. Thiết kế rất là đẹp. Dòng high-end mình trưng bày ở phòng khách là khỏi chê nha. Nghe nhạc rất hay. Có khiển zin kèm theo máy, catalog zin, dây lo zin. Và khi các bác chuyển đủ, em tặng cho mình cái anten để mình cắm phía sau âm ly nghe được radio, AM hoặc là FM. Nếu các bác không lấy cái anten thì em sẽ bao ship khi mình chuyển đủ nha. Trên cái khiển này thì mình có tới hai mặt đặt. Một mặt thì mình chỉnh iPod và CD, còn mặt còn lại thì chỉnh tổng. Thiết kế remote cũng nhìn rất là sang nha. Dàn này mình có thể chỉnh được bass, treble lên tới 10 mức, tùy gu, tùy sở thích và nhu cầu mà mình chỉnh super bass siêu trầm, bass, treble để phù hợp với thể loại nhạc và gu nghe nhạc của mỗi người. Thì đương nhiên là chỉnh bass, treble như vậy chất lượng âm thanh rất là hay, mà trong khi đó bộ dàn này lại đến từ thương hiệu Denon nữa, thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Em mở cái ê căng lưới lo cho các bác xem lo phía trong nè. Bass của lo là 12cm, màng carbon gân cao su treble đơm. Chiều cao của lo là 26cm, chiều ngang cả bộ dàn là 66cm. Cái đầu âm ly thiết kế dạng high-end nè, mặt là phay nhôm, rất là đẹp và sang trọng. Thiết kế hài hòa tổng thể nguyên bộ dàn này mình trưng bày ở phòng khách cạnh cái TV là khỏi chê nha. Ở đây thì có cái dock iPod. Các bác có nhu cầu mua hàng hay là cần xem hình ảnh chi tiết, vui lòng liên hệ 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là Body sẽ mang tặng nhà cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Lưu ý giúp em, đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là có nhu cầu gắn thêm Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Và tiếp theo em sẽ test chất lượng radio cho các bác tham khảo. Chỉnh được bass chép lên tới 10 mức, chỉnh được super bass siêu trầm. Mình có thể kết nối được điện thoại, TV, máy tính qua ngõ AUX, nghe được đĩa CD. Thiết kế bộ dàn rất là sang trọng, đẹp, full chức năng, có khiển zin kèm theo máy, catalog. Và mình có thể nghe được radio bắt nguồn tần số. Và cuối cùng em xin test nhạc qua chức năng AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính cho các bác tham khảo rồi em xin kết thúc clip. Cần mua hàng, cần xem hình ảnh chi tiết, vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Trần gian cho ta nhiều mơ mộng, cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời xanh. Người thì lao đao, còn người kia trông sáng giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều cô đơn. Đời từ máy bay đâu ai làm kiếm người, nơi chốn du hành là địa ngục chân gian.